Thưa quý vị và các bạn, gần 10 ngày trở lại đây, các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội liên tục có nắng và ít mưa, thuận lợi cho công việc cũng như hoạt động vui chơi của người dân. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai 25 tháng 11, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ có những chuyển biến khi một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta. Không có các đợt gió mùa tràn về nên nền nhiệt tại Bắc Bộ tăng nhẹ trong nhiều ngày liền. Cao nhất hôm nay vẫn phổ biến trong khoảng từ 26 đến 29 độ C. Thêm vào đó, độ ẩm không khí giảm thấp khoảng 65% nên phần nào tạo cảm giác hơi oi nóng cho mọi người. Như tại Hà Nội ghi nhận được ở mức 28 độ C, mức khá cao trong những ngày đầu đông. Tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với mức nhiệt lịch sử cao nhất được ghi nhận trong ngày 24 tháng 11 năm 1997 là 31,9 độ C. Từ ngày mai, một đợt gió mùa Đông Bắc sẽ tràn xuống nước ta. Do di chuyển lệch đông nên trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa nhỏ có khả năng xuất hiện rải rác tại các tỉnh vùng núi và ven biển. Đi cùng là nhiệt độ sẽ giảm từ 1 đến 3 độ so với hôm nay, phổ biến từ 23 đến 26 độ C, trời lạnh về đêm và sáng. Theo các chuyên gia khí tượng, phải sang đến nửa đầu tháng 12, đợt rét đậm đầu tiên mới có khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ.